Hello, hello, chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam. Thì hôm nay mình lại tiếp tục lên giới thiệu đến mọi người, đó chính là một em siêu phẩm cửa hàng mình vừa mới về. Dòng này có tên gọi là Yamaha Novo 3. Đó. Mọi người nào mà không rành về xe thì nhìn phát là cứ thấy xe lạ liền ngay. Xe đăng ký vào 2009 mọi người nhá. Đó thì cửa hàng mình vừa mới về luôn. Thì mình sẽ bao quát nội thất chi tiết về dàn ngoài của em Novo 3 này thì mình sẽ vào phần chi tiết sau. Xe đăng ký về biển Bình Dương 61S27503. Đó, biển số khá là ok. Đó thì những chiếc Novo 3 này thì trên thị trường khá là khan hiếm. Đó thì cửa hàng mình may mắn được mua lại được một chiếc này mình nhá. Đó thì mình sẽ vào phần chi tiết tả kỳ hơn. Đó, những cái phần inox này này, đó rất là sáng bóng luôn. Đó, mặc dù là xe đã qua sử dụng rồi nhưng mà với cái giá thành rẻ thì mọi người đã sở ngay cho mình là một con xe chuyên đi làm rồi. Đó. Lốp thì vừa mới thay cho người là một cái quả lốp còn khá là mới mọi nhá. Đó, vành bánh ốc tán thì không cần phải suy nghĩ cái điều gì luôn. Đó, máy thì đang nổ luôn mọi nhá. Đó, bô nổ rất là chi là êm luôn. Đó thì mình sẽ nẹt ga luôn mọi nhá. Đó. Cực kỳ là đã luôn đấy nhá. Đó thì mình sẽ là lên cái phần trên này mình sẽ review chi tiết hơn. Đó, rất chi là sáng bóng luôn. Thì Novo 3 thì giá nó rất chi là rẻ luôn, Yamaha thì cực kỳ bền bỉ mọi người nhá. Đó, mọi chức năng trên xe như là còi đèn đề thì không thể nào mà thiếu được rồi. Đó, đèn thì đang sáng luôn, bật to thoải mái mọi người nhá. Đó, xi nhan thì đầy đủ, trái phải đều hoạt động tốt hết. Đó, coi đèn đề thì cũng không thể nào mà thiếu được mọi người nhá. Đó thì mọi người nào có thiện chí với mẫu Novo 3 này thì để lại cho bên mình một cái comment đi nhá. Đó, máy móc thì ra còn khá là sáng bóng này, Novo Yamaha này. Đó, xe 2009 rất chi là rẻ luôn. Đó thì cửa hàng có bán trả góp, có hỗ trợ mới ship xe xa 63 tỉnh thành. Đó thì mọi người nào có thiện chí thì cứ alo nhá.